ATM Lucky, Hải Long Land, Mic Group đồng hành cùng chương trình. Thưa quý vị, Thành ủy Hà Nội vừa ban hành thông báo số 196 TBTU về kết luận của đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy tại buổi làm việc với huyện Gia Lâm. Kết luận này nêu rõ việc huyện Gia Lâm cần tập trung quyết liệt thực hiện đề án đầu tư xây dựng huyện Gia Lâm thành quận đến năm 2025. Kết luận nêu rõ nhiều vấn đề, trong đó gồm huyện Gia Lâm chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vụ việc phức tạp theo nghị quyết 15 và chỉ thị 15 của Thành ủy. Trong đó tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc liên quan đến quản lý đất đai, trật tự xây dựng, tình hình tôn giáo, những vấn đề về dân sinh bức xúc trên địa bàn huyện. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động góp phần xây dựng huyện Gia Lâm sớm trở thành quận giàu đẹp văn minh. Huy động mọi nguồn lực, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị huyện, phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng cơ quan, đơn vị theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ để tập trung quyết liệt thực hiện đề án đầu tư xây dựng huyện Gia Lâm thành quận đến năm 2025. Phấn đấu hoàn thành các tiêu chí chưa đạt, tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, nỗ lực hoàn thành ở mức cao nhất các nhiệm vụ chính trị của huyện đã đề ra. Huyện Gia Lâm là đầu mối giao thông quan trọng với các tuyến đường giao thông huyết mạch, có tính kết nối vùng. Vì vậy, huyện Gia Lâm cần tiếp tục phát huy tối đa các lợi thế, tiềm năng vốn có, đổi mới về tư duy, quyết tâm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong việc xây dựng huyện theo định hướng đã đề ra. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội,